có bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu chờ đón, từng đàn chim bay về tìm nơi đây bình yên. Ngày mai hãy cho ta ngủ quên, ngắm tròn vẹn bình minh ngập tràn giữa sóng, nụ cười trên môi đẹp xinh. I'm gon' flex, vẫn còn trẻ nhưng mà bước trên đường phố anh một hóa sự tự tin. Không thích thì next. Mỗi lần tập luyện vừa hết đất vừa bắn gác và nó như là bản tính. Catch the flow, eyes on me. Rap đến chết, cùng rap nâng ly. Anh hit the club, damn hit the wall. Eyes on my wrist, but take relief. Đây là nhạc rap để anh fly to the sky, lil baby. Do ngày sẽ come with the star. Anh đẹp da, lil baby. Tương lai anh muốn cùng làm một chút trong garage, lil baby. Anh rap để đưa mẹ ra khỏi hết chuyện đến biệt thự, lil baby. One time for the fame. Ngày mai là tương lai. Two time for the name. Đường danh vọng này còn dài. Three time for the game. Là chính mình thì không sai. Four time for the fans. Đổ chất xáo để bạn biết đây là ai. Yeah. Young Toby. Sweet, sweet. Yeah. Young Toby. Như là trong phim cách anh sống, người xung quanh toàn ốp đổ trên đường đi. Yeah. Quá nhiều kẻ xấu muốn hạ anh xuống nên anh rap mới được free. Yeah. Xung quanh tập bước, anh đã tập chạy, chạy khỏi đi được yên. Yeah. Nên được fake against the rap. Yeah. 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 Live that life. Yeah. Một lần không hai. Yeah. Cứng như là đá, anh làm vô nhạc. Anh going up, anh nói thật, anh không khác. Haters say what, anh không thấy nghe. Anh còn đang bật lên tên mình lên trên map. Rise to the top, I am the one. Vẫn một trái tim cho những người anh yêu thương. When money talk, họ không lung lay. Đó là mẫu vật không thể kiếm ở nơi khác. Để flow tấn công. Yeah. Đánh nói nhiều thứ để chạm đến sự thành công. Nhiều người tức rồi ghét và kép. Nhiều thứ không đúng, bọn anh là thằng ngông. Người khác cũng ngồi tưởng là anh sướng, dù không biết về quá khứ anh là sao. Người đời này muốn đập anh như búa, nhưng lớn từ đường phố nên cứ thử đi anh bao. One time for the fame. Ngày mai là tương lai. Two time for the name. Đường danh vọng này còn dài. Three time for the game. Là chính mình thì không sai. Four time for the fans. Đổ hết chất xáo để bạn biết đây là ai. Dòng số mình là sick one. Biết bao nhiêu chờ đón, từng đàn chim bay về tìm nơi đây bình yên. Ngày mai hãy cho ta ngủ quên, ngắm tròn vẹn bình minh ngập tràn giữa sóng, nụ cười trên môi đẹp xinh. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Vâng, xin mời Obito. Và cảm ơn phần hỗ trợ của ca sĩ Quỳnh Tú. Yeah, yeah, quận 8 hạnh diện về em. Yeah. Hồi nãy hên nè, quý vị thấy không, tôi hên rồi, tôi chưa có hứa với nó một cái máy gì chứ không tôi thu thêm cái máy nữa rồi. Tôi nhìn là tôi biết là nó có đồ chơi. Không có một cái đứa nào nó ra mà nó cười từ nãy giờ, mình không biết nó cười cái gì. Nhưng mà biết chắc chắn là nó có cái gì đó nó mới cười như vậy. Tự tin, tự tin. Cười một cái gì đó. Vâng. Bốn lựa chọn từ cặp bốn huấn luyện viên, thưa quý vị, thắng áp đảo. Mời Hoa Quyên. Em rất là thích cách bạn represent, đại diện cho cái nơi mình đang đứng. Bạn ở chỗ khác nhưng mà khi bạn tới một cái chỗ khác, bạn đại diện luôn cho hai chỗ. Cộng luôn cái anh em bạn đang ở, bạn đại diện cho ba chỗ. Đúng rồi. Cái đó là một trong những điều mà em rất quý ở các anh em OTD. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái bài nhạc của bạn. Em rất là thích khi mà ở cái thời điểm ban đầu đó, bạn giữ, bạn để tất cả những cái lửa ra đằng sau để bạn cháy hết mình. Họ không lung lay, đó là mẫu vật không thể kiếm ở nơi khác. Để flow tấn công. Yeah. Đánh đổi nhiều thứ để chạm đến sự thành công. Nhiều người tức rồi ghét và kép. Nhiều thứ không đúng, bọn anh là thằng ngông. Người khác cũng em cũng rất thích điều đó. Nhưng mà nó có một cái điểm mà em cảm thấy nó hơi nguy hiểm. Có thể là đôi khi hết mình nó gây ra những cái rủi ro lớn, có thể ảnh hưởng tới cái dấp hay là cái gì đó, có thể là bị té xuống, cho nên em cũng rất là lo. Nhưng mà không, em biết không, em đứng ở cái chỗ đó anh thấy cũng rất nguy hiểm em. Nhưng mà bạn đã hoàn thành rất là tốt. Đúng, quan trọng là hoàn thành. Cái điều đó là một cái điều rất là tuyệt vời, làm cho cái tâm hồn của em nó hân hoan và trăm hoa đua nở. Cảm ơn em. Mời Carrick. Thì em biết Obito lâu rồi. Về những sản phẩm Symbol Love, When You Look At Me, hoặc là gần đây nhất là Your Smile, là Emma, right?
Và bản thân của anh thực sự rất là thích em. Trước đó anh có theo dõi cả Facebook của em nữa và rất là quan tâm những sản phẩm âm nhạc của em, bởi vì bạn này hay hợp tác với lại Chen, là một thành viên vừa vào team của em. Nếu như mà bạn vào đội của em thì biết đâu là một cặp bài trùng với nhau. Cảm ơn anh Rick. Cảm ơn Rick. Mời Bin. Chứ là cảm ơn em đã đến đi thi cuộc thi này. Em là cái luồng gió mới cho rap Việt từ một trong hai năm gần đây, anh nghĩ như vậy. Những cái gì rất là dễ thương, đáng yêu, em làm nó rất là tốt ở ngoài thị trường. Nhưng anh không ngờ là em có thể execute được cái style này và em làm nó rất là tốt. Nếu anh không muốn nói là bài hay nhất anh nghe cho đến lúc này. Yeah. Cảm ơn anh Bin. Absolutely đồng ý với Bin là cho đến giờ phút này với anh, bài này anh thích nhất. Yeah. Phóng khoáng, tự do, thoải mái, tự tin và nó có một cái gì đó làm chủ năng lượng của mình. Cảm ơn anh Bin. Rhyme. Nhưng mọi người cũng đã nói hết rồi. Ẩn chứa trong con người Obito là đầy đủ tố chất để trở thành một ngôi sao, một rap star. Và Dramastic rất là vinh dự nếu như Obito trở về đội của Dramastic. Mặc dù Dramastic cũng biết là phong cách hiện tại và cái hướng đi người mài rũa được Obito một cách hoàn hảo nhất là anh Binzy, nhưng mà mình vẫn muốn được thử sức với Obito xem sao, bởi vì biết đâu chúng ta có duyên với nhau thì sao. Em cảm ơn anh Rai. Ok. Nhưng mà hồi nãy giờ anh cứ đang thắc mắc là em cận nặng lắm không? Sao nói chuyện anh thấy em cứ nheo mắt à, hả? Dạ, em chọn cái kính này là có chủ đích hết á. Kính này thì vấn là đề gì? Cái độ cận mà thiệt của em là một bên là 4.5, một bên là 5.5. Nhưng mà cái kính này của em một bên là 3.5, một bên là 3.25. Em chọn cái kính này để em nhìn mặt huấn luyện viên cho nó mờ hết, để em tự tin em thi đấu. Cuộc sống em thấy không? Cái gì nó cứ mờ mờ ảo ảo thì nó lại hay, đúng không? Yeah, ok. Thằng bé nó thầm lắm chứ. Vâng, xin mời hai giám khảo. Trong mắt anh thì em rất là dễ thương nhá. Kể cả từ cái hồi mà anh xem cái bài đầu tiên của em, bài Simple Love, nghe rất là đáng yêu. Và bản thân anh rất là ấn tượng em về cái vẻ thư sinh và cái cách nói chuyện rất là nhẹ nhàng, kiểu hiền hiền ấy. Nhưng mà khi mà em đứng lên sân khấu thì anh lại thấy một con người hoàn toàn khác. Và anh lại phải bất đồng quan điểm với Wowie một tí, là tại vì Wowie không muốn em xả cái năng lượng ở cái verse 2 như thế. Nhưng mà anh lại muốn em xả năng lượng như thế thì nó mới xứng đáng với cái hình ảnh của em. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Hình như em nhớ hồi nãy em nói là em lo sợ, chứ không phải là em không muốn. Có thể là đôi khi hết mình nó gây ra những cái rủi ro lớn, có thể ảnh hưởng tới cái you know, dấp hay là cái gì đó, có thể là bị té xuống, cho nên em cũng rất là lo. Lo sợ với không muốn là hai cái điều nó khác nhau. Lần này thì anh phải bên Wowie, tại vì nãy Wowie có nói là chỉ lo sợ thôi. Ok, anh sẽ nói là anh không lo sợ và anh muốn khuyến khích em nên như thế và phải làm như thế để đúng với con người của em. Ừ, anh cũng bên Justity, tại vì Justity cũng nói là muốn thôi mà. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. À, xin mời LK. Anh bổ sung thêm ý của anh Ti là cái lúc mà em bung cái năng lượng đó ra ấy, là anh đã thấy là em có chủ đích từ đầu rồi. Mới đầu anh bị đánh lừa cảm giác là khi em chọn những cái flow an toàn đầu tiên thì cái phần sau của em sẽ như thế nào. Nhưng mà thực sự là khi em làm cái phần sau ấn tượng như vậy thì tổng thể về cấu trúc, từ những cái phong cách biểu diễn của em, từ động tác nhỏ, em đã chuẩn bị rất là kỹ càng. Anh thực sự ấn tượng về màn trình diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh LK. Rõ ràng là chúng ta có những lời khen gần như là tuyệt đối từ các vị huấn luyện viên và giám khảo, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là thí sinh đại diện cho quận 8 xóm tôi cũng sẽ có được một cái sự tranh đấu hợp lý chứ phải không ạ? Về Wowie là Wowie luôn luôn lo sợ em, cho nên là anh cũng phải suy nghĩ về cái điều đấy. Loại luôn, cái gì loại luôn. Thà đừng lo sợ đi, người ta còn châm trước để còn suy nghĩ cho. Khoan, Chastity vừa mới nói Wowie lo sợ Chastity. Wowie lo sợ cho có Obito. Nghĩa là ý của Chastity nói rằng là thà đừng có lo sợ cho thí sinh à. Thì người ta sẽ đưa thí sinh về cho em à. Bây giờ em sợ quá người ta đưa về cho em à. Đúng không? Xin lỗi, chắc em nghe nhầm. Nhưng mà nếu ai coi TV thì có thể bấm lại để coi cái chỗ đó có phải em nghe đúng không ta? Em không biết nữa có anh thể... không biết người ta có bấm lại không, như tới đoạn này người ta bấm tua đi nè, em tin không? Em tin nha. Yeah. Bây giờ sẽ là lúc mà hai vị giám khảo đưa ra quyết định của mình. Và Obito đến từ OTD, thành viên trung đội của hai chàng trai, đã lấy đi của tôi một cái máy lọc không khí đại diện cho bà con quận 8.
sẽ về đội nào? Xin mời hai vị giám khảo. Cá nhân anh thì anh đã có quyết định của mình rồi. Và anh đã có một cái tên, một huấn luyện viên có thể dìu dắt em đi đúng cái hướng đi của em. Bây giờ thì anh chỉ chờ anh Ti suy nghĩ kết quả. Và anh cùng anh Ti sẽ đưa ra quyết định cùng lúc, để xem hai anh em có thực sự là có đồng quan điểm với cả nhau hay không. Do mình à? Yeah. Bây giờ thế này, tôi sẽ đếm đến 3. Hai bạn sẽ nói cái đáp án của riêng mình, để xem là tình anh em trong Rap Việt là tồn tại hay không, hay chỉ là một lời đồn. Theo ý của hai giám khảo thì Obito sẽ về với đội của huấn luyện viên nào? 1, 2, 3. Binzy. Chúc mừng em. Và chúc mừng đội Binzy. Xin được chúc mừng cho đội Binzy đã có thêm một chiến binh mới rất là tiềm năng. Bình chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị. Tải app Kion và tham gia ngay.